Yeah, hết giờ rồi. Đi trà chanh không? Đi đi. Các cậu thật quá đáng. Ngoài giờ học, trên trường Sonic còn rất chăm chỉ làm thêm bên ngoài để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống và chăm lo cho người em gái đang bị bệnh ở nhà. Đúng là địa chỉ này rồi. Gọi gì lắm thế? Sonic, đồ của cậu đây. Xong rồi thì lượn đi. Ami, anh, em có sao không? Em không sao, thôi mình ăn đi. Wow, thơm quá. Em ăn đi. Ngon lắm, đồ ăn em nấu vẫn là số 1. Anh ăn nhiều vào đó. À, cho em xem cái này. Wow, anh trai của em giỏi quá. Để em đi dọn nhé. Chóng mặt quá. Bác sĩ, tình hình em cháu thế nào? Em gái cháu cần phải phẫu thuật sớm, không để lâu được đâu. Đây là chi phí phẫu thuật. 2 triệu đô à? Cháu hãy suy nghĩ nhé. Không đủ tiền rồi, phải tìm cách thôi. Điện thoại đời mới nhất đấy, xem nè. Quẩy lên nào. Ui cha. Chút kì. Đi không nhìn nè. Hả? Điện thoại của đại ca dở rồi, đến đi. Tớ không có tiền đâu. Lên. Mạnh tay cho nó chưa? Có đền không? Khoan. Bây giờ cậu chuyển đồ cho tôi thì chuyện này tôi sẽ bỏ qua. Thậm chí số tiền này còn là của cậu. Thế nào? Đồng ý đi. Được. Tốt lắm. Sao lại giao hàng ở đây chứ? Giao hàng đấy à? Lề mề quá. Đưa đây mau. Đây, đây à? Cảnh sát tới. Chạy mau. Không được nhúc nhích, cậu đã bị bắt. Theo chúng tôi về đồn, đi. Tất cả trật tự. Có gì mà phải sợ chứ? Với toàn bộ bằng chứng vật chứng đầy đủ. Vì cậu đã nhận tội chưa? Tôi chỉ làm theo lệnh của cậu ta thôi mà. Ô, bằng chứng đâu? Im lặng. Tội danh được thành lập. Không, không phải cháu. Cậu sẽ phải trả giá. Anh đang ở đâu? Trời ơi, là máu. Có thông báo từ bệnh viện. Em gái cậu đã không qua khỏi. Xin chia buồn. Không, không thể nào. Em gái. Trước kia, hãy đợi đấy. Hạ quyết tâm, Sonic ngày ngày luyện tập chăm chỉ. 5 năm sau, cuối cùng ngày này cũng đến. Các người phải trả giá. Tất cả bọn chúng chắc đều đang ở đây. Đại ca, em mang đến hết rồi đây à? Làm tốt lắm. Tên nào ngoài đó vậy? Người ra kiểm tra đi. Chết rồi, trốn thôi. Cầu trời, đừng để hắn phát hiện ra. Hả? Ôi giời, hóa ra chỉ là một con chuột thôi. May quá, tí thì lộ rồi. Chắc chắn bọn chúng lại đang giao dịch rồi. Tiền đây. Đủ rồi, đưa đi. Phải tìm cách tiếp cận hắn mới được. Tiền đây, cậu cầm lấy đi. Giữ cẩn thận nhé. Mời anh vào trong. Anh ngồi đi.
Mời anh. Anh cần bọn em giúp gì à? Chỉ cần làm như ta nói, xong việc ta sẽ thưởng thêm. Sao mãi không thấy ai tới nhỉ? À, tới rồi, tới đây. Sao vẫn chưa có ai tới nhận hàng vậy? Bỏ tay ra. Ơ, còn nhớ tôi là ai không? Sonic, tụi bay lên. Chỉ là tiếp riêu thôi. Ui không, hắn mạnh quá. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Tha cho ta. Tha này. Bây giờ thì cảnh sát sẽ lo nốt chuyện còn lại. Các người đã bị bắt.